Chào tất cả quý cô chú anh chị khách hàng nhé. Em thương lên sóng buổi trưa với tất cả cô chú chị khách hàng nhà mình một gốc cẩm chỉ các ông bà, 32 cân, vân rất đẹp, khô kiệt rồi. Rác này nó đang mục rồi mọi người, để lâu quá lâu, hàng thì đông đặc. Cô chú chị làm bình phay hay đục tượng đều vip nhé, có chiều cao này. 53 cân chiều cao, đế nhé. Đấy, ngang đây là 40 mọi người nhé, 40. Chiều đây 35. Chỗ này đây 26 phần. Đấy đây. Đấy, tí em lật cho ba xem nhé, 20. Vân rất là đẹp luôn. Cục đây nếu mà đục tượng này, phay bình, giả đá này, đều đẹp mọi người nhé. Đây, chất vân đây 20 cắt xong có rồi, rồi sạch sẽ đẹp đặc luôn, quá khô mà rác nó muốn là hỏng rồi, rục hết rồi. Cho mọi người xem cái đế này, lõi rất là to. Đây các bác xem cái đế nhá, một chiều là 41 phân, lõi không ấy, 20 chỗ này đẹp nhất, 10. Cái phần đây nó vào một tí xíu 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 thôi mọi người, ý đi con kiến thì không có hơn đâu. Em xịt vừa sạch sẽ hết rồi. Đây mọi người nhìn trong này. Đấy là lộ ra xíu xíu. Nói chung là đục đẽo này, các kiểu phay bình nghệ thuật này, giả đá đều ok mọi người nhé. Rồi quý cô chú thiện chí với cục cẩm 32 kg này, giá cực kỳ hấp dẫn mọi người nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã xem video của em nhé.